Chào tất cả anh em, mình là Tàu Bá Độ. Hôm nay mình làm clip bán xe tổng hợp. Rất nhiều anh em thắc mắc là tại sao anh nâu lên clip bán xe tổng hợp như thế. Gần một tháng giờ rồi không ra video tổng hợp thì lý do anh em biết rồi. Shop mình hiện tại đang có 3 khoang đựng xe, khoang này và khoang trưng bày trong này và một khoang bên trong nữa mà mình hay chụp ảnh đang bán cho anh em đấy. Thì hiện tại shop mình cái khoang này thôi đã không có xe bày rồi, còn rất là trống. Thì mình muốn gửi lời đến tất cả anh em biker đang có xe, muốn có nhu cầu muốn bán xe thì cứ liên hệ mình nhé. Bên mình sẽ mua xe giá tốt nhất cho anh em. Thì quay lại vấn đề chính, clip bán xe tổng hợp thì mình sẽ cập nhật giá xe cho anh em luôn. Cũng có vài xe mới về anh em ạ. Mình sẽ đi từ con Z4 nha. Z4 này thì là biển VIP nhé. Chắc là anh em biết con này rồi. 2000 km, 2022. Trước mình bán 95 triệu, sale còn 90 triệu cho anh em luôn. CBR250RR 2018 85 triệu. CB300 vừa về 2020 Euro 1 vạn km, đổ độ cơ bản tương đối nhiều luôn. Anh em về sẵn đi thôi. 79.900 anh em nhé. Đó. Đổ rất là nhiều luôn. GM503 vừa về đêm qua. Cái con này thì 2019-2020 độ rất là nhiều đồ chơi, gần 20 củ thì đồ chơi cơ anh em ạ. Đó. Thì xong mình đang bán với giá là 43.500 anh nhá. Hai đĩa trước này. Đó, hai đĩa trước này, lốp Michelin trước sau này, vành 5.0 này, số gẩy này, mỏ cầy các kiểu đà điểu luôn. Rất là nhiều đồ chơi. Bô móc GM5 V4 đăng ký lần đầu năm 2023. Cái con này cũng đồ chơi cơ bản nhá. Kính gió này, bô này, ốc titanium này, bộ tem rất là đẹp luôn. 58.900. Exciter độ siêu khủng thì mình nhận cọc ngay hôm sau rồi. ZX25R 2022 Euro 1 vạn km. Con này đồ chơi cơ bản cũng có đầy đủ luôn anh em nhé. 119 triệu. Cái con bên trong kia thì mình nhận cọc rồi. Con GM503 siêu lướt kia cũng nhận cọc rồi. MT03 2017 con này thì 59 triệu. Exciter thì vừa về được hai em này. Một em độ theo phong cách là bánh to, một em là độ theo phong cách là bánh bé. Đây, con này thì là full đồ chơi luôn. Rất là nhiều đồ chơi, vành viếc này, đĩa này, phuộc trước winner này, bộ số gầy này, lốc lồi này. Đó, đèn hậu tiệp sinh nhan, nói chung là đồ chơi rất là nhiều luôn. Con này hiện tại sau mình sẽ bán cho anh em với cái giá là 27 củ nhá. Tiếp theo là một con độ bánh bé. Cái con này thì đồ chơi nó ít hơn và giá trị gói độ nó cũng rẻ hơn. Thì sau mình đang bán với giá là 21 triệu 800 thôi. Anh em là chốt con nào tí inbox mình nhá. CBR 150R 2022 Euro 6000 km, một con xe siêu lướt. Con này hiện tại xong mình đang bán giá là 49 củ em nhé. CB650 bản 2020 đăng ký lần đầu năm 2021, con này thì 166 triệu. Z400 2022 Euro 6000 cây, 89 triệu. Z400 đăng ký lần đầu năm 2023, đồ độ cơ bản đầy đủ luôn, 90 triệu em nhé. Linza thì vừa nhận cọc đây. CBR 150R 2022 Euro hơn 1 vạn, con này hiện tại cho mình bán giá là 37 triệu 500. Nó sẽ rẻ hơn con kia một chút, con kia thì nó lướt hơn, nhưng mà xe đều xe rất đẹp. 1 vạn cũng là lướt rồi anh em ạ. Cái con kia gọi là siêu lướt, 6000 cây, khác thì mới đâu. Z650 2019 99 triệu. Winner X 2021 biển thủ đô, độ quả bi cầu này em này, bi cầu rất là giá trị nhá. Đó, loanh quanh khoảng 3 củ. Con này thì hiện tại sau mình đang bán với cái giá là 26 triệu 500. Thì rất nhiều anh em bảo là sao cao thế, thực ra là không cao. Biển thủ đô có quả bi cầu, đồ độ các thứ cơ bản, các thứ cũng đẹp, thì giá đấy là hợp lý em ạ. Anh em đừng so sánh với con 2019, nó cũng là V2 nhưng mà 2019 lại còn biển tỉnh, lại còn xe xấu nữa thì không so sánh được đâu. Rất là khó. Linza 650 2022 con kia sau mình đang bán giá 122 triệu để bụi bẩn luôn em ạ. Exciter 150 2018 22 triệu 500 cho anh em luôn. Còn Z1000 này thì của mình rồi. Bên trong thì còn vài xe nữa thôi. Hy vọng là sau clip này nhiều anh em muốn bán xe thì liên hệ mình nhé. Còn Z1000 này thì cũng nhận cọc rồi. CBR 650R 2020 em nhé. Con này thì đồ chơi rất là nhiều luôn. Có cả quick ship sang số nhanh này, cặp lốp Michelin này. Đó, đồ độ rất là nhiều luôn. Sale giá rất là tốt. Trước là 162, sale cho anh em luôn còn 158 triệu nhé. CBR 650R 2021 175 triệu, sale là còn 169 triệu, chuẩn bản 2021 em nhé. Em nhìn cái lốc máy này, hai cái lốc máy nó sẽ khác nhau. Đó. Linza 650 2019 đồ độ nói chung là cực nhiều luôn. Lốp sau Michelin 180 này. Borosimura mới độ em nhé. Hai quả bi cầu này. Bảo vệ can nước các thứ đầy đủ hết luôn rồi, chống đổ, không thiếu cái gì. Con này hiện tại sau mình đang bán giá là 99 củ, sale cho em còn 96 triệu.
giá bao tốt nhất thị trường luôn. Cái con này thì mình tự tin luôn, bao tốt nhất thị trường luôn, tại vì mình vào con này giá rất là tốt. Anh em nào muốn độ bô này, mua mũ này, độ đồ chơi các thứ thì cứ liên hệ với anh nhé, đầy đủ hết. Nói chung là dịch vụ mình không thiếu cái gì cả, thay nhớt thay nhau đầy đủ hết luôn. Ok, cảm ơn tất cả em xem clip mình nhé.